Mời bạn nữ ra sân khấu. Rồi, mời em gái ngồi. Mời bạn nam. Mời em gái giới thiệu trước. Dạ, đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường cùng toàn thể mọi người đang xem chương trình ạ. Em tên là Võ Nguyễn Hương Thảo, năm nay 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Long An. Hiện tại thì em đang làm nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu tại quận 10 ạ. Mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em họ tên đầy đủ là Đặng Thanh Phong, năm nay 29 tuổi. Công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch. Quê của mình là ở Long An và hiện nay sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ồ, vậy rồi à. Cùng quê rồi ha, quá hợp lý luôn. Em giới thiệu một chút xíu về bản thân mình, những cái điểm mạnh với điểm yếu của mình đi cưng. Điểm mạnh của em thì khá là tự tin, mạnh dạn, sống độc lập. Còn điểm yếu của em thì tính của em hơi nóng, với lại em nói khá nhanh. Mình có tật xấu gì không? Tật xấu chưa nghĩ ra. Chưa nghĩ ra rồi. Bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là nói nhiều, đặc biệt đó là thích chụp hình cho người khác. Điểm yếu của mình là nóng tính, khi nóng tính vào mình không có thể hiện ra, mình cứ im lặng, hỏi gì mình trả lời đó. Đó là tật xấu của mình. Ủa, đó thì đâu có gì xấu, em đó là tốt đó. Nhưng mà cái em hay thể hiện trên cái nét mặt là nó khó chịu quá. Khó chịu hả? Dạ, có nghĩa là mặt em hầm hầm. Bạn bên kia rất là nóng tính. Dạ. Bạn nhìn cái mặt em hầm hầm, bạn nóng thêm nữa. Em thích người con gái nóng tính hay là con gái dịu dàng? Em thích người con gái dịu dàng, nhưng mà có cá tính tí xíu. Dịu dàng có cá tính. Dạ. Còn nóng tính thì sao? Lúc mà nóng lên thì phải có người nhịn thì nó mới tốt. Người bên hơn. Kia là la đó. Dạ, thì lúc đó em sẽ nhịn. Rồi, tốt. Dạ. Rồi, còn tình trường mình sao em? Tình trường em là thâm niên ế 23 năm rồi chị. Cái gì? Là chưa có mối tình nào hết rồi hả? Dạ, chưa có mối tình nào, chỉ có một lần yêu đơn phương với lại một lần tự mình từ chối người ta tỏ tình. Còn ngoài ra là chưa có mối tình nào dắt dây hết. Một lần yêu đơn phương, yêu đơn phương bao lâu? Chắc được mấy bữa á chị. Cái gì có mấy bữa vậy? Mà đơn phương gì sao? Lúc đó còn nhỏ xíu à, năm đó em học lớp 5. Xong em thích bạn ngồi kế bên. Trời đất ơi, học lớp 5 hả? Xong cái Valentine em tặng cho bạn đó cục sô-cô-la. Nó bơ em luôn, cái em bơ nó luôn. Đâu có đâu chị, em cao thượng lắm. Bạn nó không có bơ em, mà bạn nó nói với em là bạn nó lỡ thích bạn thân em rồi, kêu em mua giùm món quà khác tặng bạn thân em đi. Em mua quà giùm bạn đó tặng bạn thân em luôn. Rồi còn cái người mà em từ chối người ta. Năm đó học cấp 2, xong một ngày đẹp trời, em nhận được một lá thư tỏ tình khá là dài dòng xến xúa. Em đọc vô em thấy nó kỳ cục quá, em nói trên đời làm gì có người tỏ tình kỳ cục vậy. Em tưởng mà nó giỡn với em chị. Em trả lại thư, em quýnh mà nó một cái, xong bạn nó bỏ chạy. Em rụt theo, quýnh bạn nó mấy vòng sân trường. Xong tới giờ em với bạn nó không liên lạc nữa. Rồi em hiểu nguyên nhân tại sao em ế tới giờ chưa? Chắc tại vậy nên em ế chị. Rồi, người ta tỏ tình với mình không chịu thôi, tự nhiên mình quýnh người ta, mình rượt người ta là sao? Tại vì em có biết đâu, em tưởng đâu bạn nó giỡn mà. Rồi không lẽ từ cái khúc ta đi học xong ra tới bây giờ đi làm mà cũng không ai để ý mình luôn? Chắc tại lần đó em đuổi duyên giận. Tới giờ nó đuổi em duyên nên duyên giận luôn phải không? Ca này khó à. Khó là bây giờ là chưa nắm tay, chưa có hung, mỗi nụ hôn đầu đời là chưa có luôn hay sao? Chưa có nụ hôn đầu đời luôn. Chưa đó. Có luôn. Rồi. Bây giờ anh mà bấm nút là mối tình đầu của em đó. Bấm nút là hung luôn đúng không? Thôi không được chị. Sao không được? Nói từ từ chứ. Không, lên chương trình này bấm nút là hung đó. Nghĩ cho kỹ nha, nghiêm túc, ở đây không ai giỡn đâu nha. Dạ. Rồi bắt công rồi bấm rồi không cho ta hung rồi rượt rồi quýnh người ta nữa là không được à. Thôi cái đó là hồi xưa trẻ trâu, bây giờ hết trẻ trâu rồi. À vậy là bây giờ em bấm là em hung, em chủ động em hung người ta. Nhất trí vậy nha. Em trai bên kia nghe tình trường của bạn gái mình cảm thấy sao em? Em thấy bạn ấy hơi hơi ế. Ế quá trời. Hơi ế là sao? Quá ế. Hả? Em cũng cùng cánh ngộ giống vậy. Là sao? Là em cũng trải qua hai mối tình. Nhưng mà mối tình là em yêu đơn phương, nhưng mà tỏ tình em bị thất bại do lúc đó em là sinh viên. Hai đứa y chang với nhau luôn đúng không? Dạ. Em nay là tuổi con gì? Dạ em tuổi con ngựa. Con ngựa. Cô gái tuổi con gì vậy ta? Dạ em tuổi con heo. Ngựa heo. Ngựa. Heo ngựa. Bây giờ em muốn tìm một cô gái thế nào? Thứ nhất là cô gái này hiền, hiểu chuyện. Đặc biệt cái điều của quan tâm niệm nhất là có hơi có cơ bắp tí xíu. Kỳ vậy. Lấy vợ có cơ bắp hả? Ủa sau đó giờ đây cái điều kiện lạ nha. Dạ có cơ bắp là có nghĩa là cùng sở thích với em. Là em rất là thích chơi thể thao.
là có nghĩa là người phụ nữ gồng lên là con chuột rồi nó nổi lên đó hả? Vừa vừa thôi chị, không cần phải là to quá. Trời đất ơi. Rồi thích gì nữa? Dạ có biết nấu ăn tí xíu. Nấu ăn chút xíu, con gái nào cũng biết nấu ăn hết trơn á. Có thể là thông cảm cho cái công việc của em là hay đi nhiều. Em đi đâu? Dạ em làm hướng dẫn viên du lịch, dẫn khách đi đi du lịch đó. Thí dụ bây giờ em đang có bạn gái rồi. Dạ. Em đi du lịch em gặp một cô gái rất đẹp đi chung với em, cô ấy có tình cảm với em, cô ấy là người chủ động tấn công em thì em sẽ làm gì? Dạ nếu đó đặt ra hai trường hợp em có người yêu rồi thì em sẽ nói với thẳng với cô đó là em đã có người yêu rồi. Xạo, không có anh nào mà đi nói chuyện với một cô gái mà đẹp dễ thương mà nói tôi có bạn gái rồi. Dạ tại vì tính của em là hay thích sử dụng đồ ít có đổi á. Chẳng hạn như em mua một cái điện thoại, em xài chừng nào mà điện thoại nó cảm giác là nó muốn hư á thì em mới đổi. Ý em là chung thủy ha. Dạ đúng rồi. Đó đó điện thoại thôi. Dạ người ta có câu là nói là đổi điện thoại như đổi bồ đó, nhưng mà để điện thoại là giống như là mình chung thủy. Dạ cô gái bên kia nghe chưa ta? Dạ nghe. Rồi em sao em chọn một cái người bạn trai như thế nào? Bạn trai em là phải biết chơi thể thao. Chơi thể thao? Dạ. Em có chơi thể thao không? Dạ có. Em có chuột không? Nhưng mà em không có chuột. Em không có chuột hả? Vậy là em chơi chưa đủ đô, em phải chơi mạnh lên. Bạn trai của em cao cao tí, ít nhất cũng phải 1m73. Dạ, em cao nhiêu? Dạ em cao 1m68. 1m68? Wow. Rồi bên đây cũng cỡ 86 trở lên đó em. À, vậy được rồi anh. Tốt. Yên tâm đi. Gì nữa em? Dạ, mắt to to tí. Khó mắt to. Không hết undercut. Gì? Cái gì? Undercut là cạo hai cái đường trắng đó như nè. Xong rồi vú keo lên. Thích hay là không thích? Dạ không thích. Không thích. Không thích. Cái này là cái kiểu gì em? Cắt undercut rồi. Có hai cái đường cắt thôi. Bên kia có hai đường rồi kìa. Vậy về anh có để tóc dài là được không? Để như thế nào em? Có nghĩa là che cái đường đó hay là để tóc thích con trai tóc dài? Dạ không, vừa vừa thôi chị. Nói chung tóc kiểu nam bình thường là được. À, em không thích cái gì ở người bạn trai nữa? Không thích bạn gia trưởng, thích áp đặt, với lại hơi ích kỷ là không em. Tại vì em là người tính rất là rộng rãi nên là không có nên chấp nhận những cái chuyện nhỏ. Hello. Dạ, chào anh. Chào em gái xinh đẹp. Dạ. Nhưng người ta nói phụ nữ gần người yêu, gần chồng thì phải nhũn như con chi vậy đó. Giả bộ gọi là nhũng nhẽo rồi kia, chồng mới thương chứ cái gì cũng cá tính quá sao được. Dạ thì lúc nắm lúc buông anh. Căng đó nha. Ghê à, hơi ghê. Dữ lắm á. Nhưng mà bây giờ em ghen không? Chắc không hay ghen bậy đâu chị. Không ghen bậy. Ví dụ bây giờ ảnh đi tour đó rồi ảnh dẫn khách đi là điện thoại ảnh nhiều khi có những lúc là nó sẽ mất sóng. Lúc đó em đang có một cái nghi ngờ là có một cái cô nào đó em thấy cổ đăng lên Facebook cái hình mà có chồng em trong đó nữa thì lúc đó em sẽ xử trí như thế nào? Khi mà mình yêu cầu công việc của mình là mình phải tiếp xúc với khách hàng nữ, mình phải gặp khách du lịch thì việc mình vui vẻ nói chuyện với họ hoặc là đi uống một vài ly cà phê không sao. Nhưng mà đừng có tiếng xe. Có đi uống cà phê được luôn hả? Uống cà phê cho đông người mà chị. À, vậy là em quá rộng rãi rồi. Vậy là được. Em là tốt. Rộng rãi lắm. Chỉ là ghen đúng mới ghen đúng không? Dạ. Cái gì rồi. Quá đáng thì không được. Chào em. Dạ em chào chị. Rồi cái tóc này là cắt lâu mau rồi? Em mới đi cắt này để quay chương trình. Trời đất ơi. Có nghĩa là cố tình làm tạo ấn tượng để đi quay chương trình. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bị áp phê ngược. Đất quá. Chốt quá. Mốt lấy về mình có cần làm dâu không? À, theo em thì em không cho vợ em làm dâu. Người lớn tuổi sẽ rất là khó tính. Hả? À, em muốn cho là lâu lâu về thăm nhà thì tình cảm nó sẽ quý hơn. À, em rồi tập thể dục, tập gym rồi dữ lắm mà sao lại thích phụ nữ có chuột? Thích để có người đi tập chung, tại em tập mình buồn quá. Mà thường có nhiều bạn gái lên chương trình mà muốn hẹn hò nó, mấy bạn trai thời giờ mà tập gym nhiều là hay bê đê lắm. Dạ không, em là đàn ông. Chắc không? Làm sao biết để đàn ông, lấy cái gì để chứng minh em là đàn ông? Dạ, nếu mà bên kia muốn chứng minh thì em chứng minh cho bên kia thấy. Chứng minh bằng cách nào? Dạ. Thì gặp nhau nhiều thì sẽ biết. Không, bây giờ chứng minh ngay đây nè. Để người ta quyết định ta chọn mình hay không nè. Là chứng minh bằng cách nào? Bây giờ em mặc về em đâu có show được cơ ra đâu mà. Trời, cái cơ liên quan gì tới cái cơ liên quan gì chuyện men hay không? Ngồi suy nghĩ đi, lát nữa sao chứng minh cho cổ biết là mình có men hay không nha. Và chị thấy cũng hợp lý rồi đó, cũng được. Dạ. Tướng tá là cao ráo. Dạ. Được đó ha. Rồi bây giờ mình đi với ai? Dạ em đi với mẹ, gia đình sếp với gia đình bạn em. Dạ có chào cô ạ. Cô xin chào MC Quyền Linh. Dạ chào cô. Dạ chào cô. Thì qua quan sát của mình hồi nãy giờ á, thì góc độ khách quan á, thấy hai đứa cũng có nhiều điểm giống nhau. Ví dụ như hai đứa đều thích chụp ảnh, Thảo cũng thích chụp ảnh. Thích thể thao, Thảo cũng thích thể thao. Nhưng mà cô thấy ở đây có cái hơi khó một chút. Bên trai á, thì đi du lịch, còn bên gái thì nhân viên bán hàng. Mà lại nhân viên bán hàng xuất khẩu nữa. Nhiều khi sau này công việc có thể đi xa, đi lâu, con cô nghĩ là nó sẽ không ghen con rồi đó. Con có ghen ngược lại bạn mình không?
Con thì không có ghen bậy. Về cái chuyện riêng tư bạn bè thì con không có xen vô. Con không muốn vợ mình làm dâu, nhưng mà thí dụ như khi cưới về á, con bé này nó hợp với mẹ, mẹ muốn nó ở với con, thì lúc đó con suy nghĩ như thế nào? Con sẽ mời mẹ con lên ở một thời gian, mẹ con cũng về lại, tại vì ở thành thị nó không quen, mẹ con không thích thành thị, thích ở dưới quê nó yên tĩnh hơn. Thì với bản thân cô á, thì có một mình cháu Thảo thôi, nhưng mà thực tế cô cũng nói thẳng, cô cũng không có ý nghĩ là ở rể, cái này cũng nói thẳng, nơi nào để tụi con thuận tiện, phát triển kinh tế rồi ổn định hạnh phúc gia đình gì đó, thì tụi con cứ theo ý của mình. Cô nghĩ là hai đứa nên cho nhau cơ hội đi, tại vì hai đứa đến đây cô nghĩ là cũng là cái duyên rồi đó. Rồi, rồi xin hết, xin chào chị. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay đi với em họ. Xin chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. Thì theo quan sát chị nãy giờ thì thấy ok đó anh. Về cá tính của hai người, em thấy cũng ok. Hai người đều có tính tự lập hết, cho nên em thấy là nên cho nhau cơ hội nè. Xin hết. Rồi, cảm ơn con rồi, nhiều. Cảm ơn. Bây giờ thì chúng ta mở rào cho hai bên gặp mặt nhau đi ha. Mở rào. Chào em. Hôm nay rất vui là được biết em. Dạ, em cũng rất vui được gặp anh. Em có món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Đây là món quà anh đi du lịch nhiều nữa, anh siêu tầm tặng cho em. Đây là 4 con linh vật Long Lân Quy Phụng. Dạ, em cảm ơn anh. Em có hay thích đi du lịch hoặc là đi xem phim vào cuối tuần hay không? Đầu tiên mà em nghe anh nói là anh làm hướng dẫn du lịch là em thích rồi. Tại vì em rất là thích đi du lịch, thích đi xem phim. Nói chung là em là một con người hướng ngoại, em thích xã giao. Em có suy nghĩ như thế nào về một người hướng dẫn viên như anh hay không? Suy nghĩ như thế nào là về việc anh đi nhiều? Đúng rồi. Đi thì được nhưng đừng bỏ bê gia đình là được. Khi mà mình muốn có định hướng phát triển tương lai nhiều hơn á, em nghĩ là anh nên chọn một công việc ít đi hơn một chút, thì nó sẽ tốt hơn cho về việc mình chăm sóc gia đình. Anh thì cũng có ý định là sau này thiên hướng về nghệ thuật tí xíu và làm về kinh doanh, thì em cảm thấy là có hợp với cái suy nghĩ của em hay không? Anh muốn làm nghệ thuật nhưng mà về mảng gì mới được? Anh muốn dẫn chương trình cho mọi người xem thôi. Ok. Chung là em cũng rất là thích sân khấu, thích nghệ thuật, thì em sẽ ủng hộ người đồng hành với mình làm nghệ thuật nếu mà có duyên á, biết đâu mình sẽ được dẫn chung chương trình. Trời ơi, hy vọng là sẽ có dịp như thế. Thôi hai đứa qua ngồi hai ghế luôn đi. Đi xuống luôn. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Đây nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình. Chúng ta bấm nút là để hẹn hò, yêu đương, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Chúc mừng các bạn. Rồi. Nào. Nắm tay nhau đi. Em hãy nói với mẹ điều gì đi. Chào bác. Đó. Hôm nay cho con mạn phép nắm tay con gái bác trước các anh chị đây đúng không ạ? Nắm rồi mới nói. Con thì cũng hy vọng là bác sẽ cho tụi con sẽ có thời gian để gặp gỡ nhau nhiều hơn. Và sẽ nếu mà có duyên thì mình sẽ đến với nhau. Xin cái hôn, nụ hôn đầu đời của cô gái. Trời ơi, ông không xin luôn, ông toàn là làm trước, ông xin sau. Vậy cho con hôn con gái bác nha bác.